Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Một ngày mới bắt đầu với tôi bằng việc cố hết sức để mở cái lồng sắt này. Lúc nào cũng vậy, sau khi được anh Tý xoa đầu thì tôi lại mở được ngay. Thật là kỳ diệu. Công việc tiếp theo cũng là công việc quan trọng và ý nghĩa nhất với tôi trong cuộc sống này. Tôi ở sát chùa với một bạn tên Giác Gay. Bạn ấy chẳng bao giờ nói chuyện với tôi nên tôi cũng không biết tên bạn ấy là gì. Công việc kế đến là mài sừng. Từ khi mẹ tôi bị giết và bị cưa mất sừng, tôi tự hiểu rằng nếu mình không có sừng thì mình sẽ sống sót. À đây, bên cạnh chuồng tôi là chuồng của bọn voi. Bọn này là một lũ điên dở hơi suốt ngày lắc lắc lư lư. Nhiều khi tôi nghĩ chúng đang đập đá hoặc là uống thuốc lắc. Con ba hổ này ngày nào cũng vậy, cứ nằm vào vũng nước và nhìn mãi lên trời. Không biết trên trời có gì mà bà ấy nhìn mãi, nhìn xong rồi lại buồn. Còn đây là ông sư tử. Ông ở trước chuồng tôi nên ngày nào tôi cũng phải nhìn ông ấy. Ông ấy già lắm rồi, chắc là già nhất cái trại giam này. Nhìn ông ấy thở kìa. Công việc duy nhất ông ấy làm hàng ngày là nằm chờ chết. Nhưng không phải lúc nào cũng được yên ổn nằm chờ chết. Lũ người này ngày nào cũng đến đây gây ồn ào, làm mất trật tự, gây phiền nhiễu cho chúng tôi. Ba con cái ông nội mày, con mụn là giận nào đếm đấy. Ngày nào tôi cũng muốn hiểu hết đống cứt vào mặt lũ người phiền hà đấy. Nhưng mỗi khi tôi hiểu, chúng lại cười. Chả ai hiểu. Con quỷ voi đang chửi bậy đấy. Nhìn cái miệng nó thì chắc các bạn cũng đoán được nó phát âm cái từ gì. Ồn vãi vồn. Lại đến giờ phát ra những thứ âm thanh kinh khủng đấy. Ôi, tôi thề là tất cả bọn tôi đều sợ và ghét cái thứ âm thanh kinh khủng này. Ôi trời ơi, điếc tai quá. Thank you.
chuồng trôi qua với tôi chỉ có thế: ăn, ngủ, ỉa, mài sừng, bị chọc phá, buồn bã, tuyệt vọng và mệt mỏi. Khi anh Tí thổi tiếng còi đó, cũng là lúc bọn tôi được trở về lại lồng sắt. Màn đêm buông xuống, tôi lại tận hưởng giấc ngủ yên ấm cho riêng mình. Ngày mới với tôi bây giờ mới thật sự bắt đầu. Với những giấc mơ. Không biết vì sao, mở đầu giấc mơ lúc nào tôi cũng thấy lũ voi đang đập đá tập thể. Đây là mấy đứa hàng xóm của tôi hồi nhỏ. À mà nãy giờ quên giới thiệu, giờ mới nhớ, cho xin lỗi nhá. Đây là tôi tên là Anna, tôi là con gái nhá. Mấy bạn biết ai đang đi cạnh tôi không? Là mẹ tôi đấy. Mẹ tôi tên là Tex, mẹ tôi rất đẹp, rất khỏe, rất hiền, rất béo, rất tốt bụng và rất thương tôi. Tôi với mẹ ngày nào cũng đi bên nhau, như là hai mẹ con vậy đấy. Từ từ, mẹ ơi, hình như có ai đó đang nhìn. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ha ha ha, 问什么的说呵。